Không có mua có em là dinh tóc ở đó luôn. Mày có cái đúng cái kiểu rán luôn. Ai được bầm thèm đấy, sau ấy. Nó hết không? Thưa ông là anh nói đi, em phải nói là dưới một cây á thì em ăn. Anh nói là một cây nhá. Anh bảo là hai cây rưỡi. Trong khi đo lên nó thua mình là 500 mét luôn đúng không? Anh nói cháu anh nói hai cây nhá. Hai cây rưỡi là 500 mét luôn. Gần tới rồi mới rút lại. Hôm ở nhà đây nói là hai cây rồi mà. Tiền. Cây đến 200 mét, 500 mét. Đúng không? Có cả mình công nghe luôn à. Mà quay đi lại một hồi là lên một cây rưỡi tính bài là nó không thua tao. Khi nào mà cá độ với anh là phải bọn nó phải tận. Đưa tiền uống nước đây. Anh chênh lệch có 5 cây 500 mét, mày chênh lệch một cây cũng 500 mét. Thôi. Mày chạy đi. Mày nói một cây mà. Giờ em hỏi mày. Hồi nãy nói hay lắm công ơi, 200 mét thôi. Giờ là em điên à, 200 mét thì anh nghĩ gì ấy, 200 mét nó từ đây qua cây kia vòng lại 4 vòng là hết 200 mét rồi. Giờ em nói là một là hỏi ý kiến mấy thằng này ai đúng ai sai này. Giờ hai anh nói hai cây. Nên là hai thằng bỏ ra mỗi người 30 nghìn đi mua nước. Đưa đây, 30 nghìn đây. Anh làm trong này đâu? Đưa đây chứ. Đưa có 7 người đúng không? Đưa anh làm gì rồi, nữa? Trả đủ với nó là phải lấy tiền 8 người đúng không? Ừ. Rồi. Lấy tiền trước hai thằng giờ hai thằng sai với nó giờ bỏ ra thằng 40 nghìn. Hai thằng 80 nghìn. Mày giờ mày vác thùng đi. Mày vác từ đây về đó tao mua nước luôn này. Một tù. Biết anh trả cho em 500. Giờ em vác xuống luôn. Ngu gì hai trụ luôn ngu 500. Gì vác một trụ mà được một chai nước. Hai trụ cho 500 em đi luôn. 100 mét hoặc cây thôi. Mà giờ cây rưỡi kìa. Đi đi, như hai cây rồi đó. Luôn mà, đâu còn cãi nữa, mua nước đi. Hai con lươn. Hai con lươn chú ý vào một cây rau. Cách cà đổ của hắn đâu không phải như anh nghĩ đâu. Em nói tại vì nó lên hai cây rưỡi cho nên nó không chịu được. Bảo là hai cây rưỡi làm sao mà đủ. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là hôm nãy là anh em mình cãi nhau vì cá đố ấy. Tí nữa là anh em mình có được uống rồi. Đây là con đường anh em mình đẩy cho mọi người nha. Tí nữa anh em mình bóc con chiếc xe 200 trụ nữa. Đường đậu xuống dốc. Đưa tiền mua nước đây. Đưa tiền. Cho bắp tí đi.
xe. Không sao đâu. Không đưa đó không tan gì hết. Một lần xếp 3 lợp luôn. Không có mua bảo hiểm là dính tóc ở đó rồi. Lót ơi!